Hello mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Vậy là một mùa trung thu nữa lại đến. Chúc tất cả mọi người có một mùa trung thu thật vui vẻ, mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc bên người thân yêu của mình nha. Ai chưa có người yêu thì sớm kiếm được người yêu để đi chơi trung thu nè. Còn ai đang tuổi ăn tuổi lớn, còn lứa tuổi học sinh, sinh viên thì cố gắng học thật giỏi để thành công nha. Chúc mọi người có một mùa trung thu vui vẻ và đầm ấm bên gia đình. Hiện tại mình đang đứng top 25 bảng xếp hạng tiệc trò chơi với 4.199 điểm nè. Một game nữa là lên 4.200 điểm rồi. Giờ mình vô chơi luôn nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nha.